hôm nay đánh dấu tròn một tháng kể từ khi mình nhận chiếc xe VF3, đồng thời cũng là ngày mình nhận được số thứ tự để gắn lên xe sau khi đã di chuyển gần 3.000 km. Hôm nay, mình sẽ chia sẻ những trải nghiệm thực tế của mình với VF3, bao gồm cả ưu điểm và nhược điểm dựa trên trải nghiệm cá nhân. Nhằm giúp anh em tham khảo cũng như hy vọng VinFast có thể cải thiện trong các phiên bản tiếp theo. Về tổng quan ngoại thất và nội thất của VF3, mình đã chọn màu xám Zenith Grey, so với hình ảnh quảng cáo, màu thực tế có vẻ sáng hơn và ngoại hình cũng có vài điểm khác biệt. Lốp xe phiên bản thương mại là của thương hiệu Sailun, với họa tiết vân xe tương tự VinFast Fadin, cùng với các gạt chắn bùn cho cả bốn bánh. Vô lăng của VF3 được làm nhám với họa tiết, vuốt tròn chứ không gù vào chỗ tay nắm. Tuy nhiên, phần nhựa trơn trên vô lăng không được đẹp mắt. Màn hình thông tin hiển thị rõ ràng, và ghế nỉ nhìn đẹp hơn rất nhiều so với ảnh thậm chí mình nghĩ không cần bọc da, chỉ cần vệ sinh thường xuyên là ổn. Về chi phí sở hữu, mình đặt cọc VF3 ngay từ ngày đầu mở bán và là một trong 6.868 khách hàng tiên phong, được giảm 7 triệu đồng. Khi thanh toán trả thẳng kèm pin, mình được giảm thêm 4 triệu, nên tổng chi phí là 302,4 triệu đồng. Phí sử dụng đường bộ trong một năm là 1 triệu 600.095 đồng, 3 năm sau mới phải đăng ký lại. Chi phí làm biển ở huyện của mình là 200.000 đồng và tại nơi đăng ký có dịch vụ khép kín nên mình mất thêm 450.000 đồng cho dịch vụ viết hộ và đóng biển. Mặc dù có chút bất ngờ về các chi phí nhưng gần như là mặc định. Ngoài ra, mình đã trang bị thêm phim cách nhiệt 3M và thảm lót sàn với chi phí 5,7 triệu đồng. Giá đỡ điện thoại 120.000 đồng, dù che nắng cho kính lái và bạt phủ là khoảng 500.000 đồng. Camera hành trình mình mua với giá 1,39 triệu đồng. Lọc bụi của VF3 khá cơ bản nên mình đã mua thêm lọc bụi ô tô với giá 77.400 đồng. Tổng chi phí mình đã chi ra là 313,5 triệu đồng. Trải nghiệm ngồi trên VF3 rất thoải mái ở hàng ghế trước, có thể điều chỉnh tư thế và ngả sâu khi cần nghỉ ngơi. Tuy nhiên, hàng ghế sau sẽ khá mệt nếu di chuyển đường dài do ghế đứng và tựa đầu nhỏ, phù hợp hơn với trẻ em ghế sau cao hơn đáng kể so với hàng ghế trước, người cao 1m6 như mình có thể đụng trần khi tựa đầu ra sau. Điểm cộng là giữa hàng ghế lái không có yên ngựa, nên di chuyển qua lại trong xe dễ dàng, đặc biệt là trong không gian hẹp. Về cảm giác lái, VF3 có hai chế độ, Eco và Normal. Với chế độ Eco, phanh tái sinh hoạt động mạnh, khiến cảm giác chân ga nặng nề, chỉ nên dùng khi cần tiết kiệm pin. Chế độ Normal cho cảm giác lái mượt mà, phản hồi nhanh và nhẹ nhàng, xe tăng tốc và vượt xe dễ dàng khi tham gia giao thông. Với bề ngang lên tới 1,6m, VF3 di chuyển chắc chắn và dễ dàng quay đầu trong không gian hẹp. Thiết kế VF3 hướng đến di chuyển trong đô thị, nhưng xe vẫn có thể di chuyển ổn định trên địa hình đồi núi. Mình đã thử leo dốc 30 độ giữa trưa, và VF3 di chuyển ổn, dù cảm giác có chút bệt do cầu cứng phía sau. Đá bắn lên gầm xe có thể ảnh hưởng đến motor nên tốt nhất là hạn chế đi đường sỏi đá. Tốc độ thoải mái nhất của mình là từ 50 đến 70 km h đây cũng là giải tốc độ tối ưu nhất. Xe có thể đạt tới 104 km h nhưng không nên duy trì lâu. Mọi thông tin đều hiển thị trên màn hình trung tâm, nên khi cần kiểm tra tốc độ phải lức sang phải một chút, dễ gây mất tập trung. VinFast nên cân nhắc trang bị hát để hiển thị tốc độ trực tiếp Tầm nhìn khi lái VF3 khá rộng nhờ kính lái đứng và cột A nhỏ. Tuy nhiên, kính lái đứng sẽ chịu lực cản không khí lớn hơn. Gương chiếu hậu là điểm trừ lớn vì không bao quát đủ góc nhìn và gương chỉnh cơ gây bất tiện. Gương xe không có chế độ sưởi nên khi trời mưa tầm nhìn sẽ giảm đáng kể. Về hệ thống chiếu sáng, đèn xe có đường gấp khúc nhưng độ sáng khá kém. Khi đi trong điều kiện ánh sáng yếu hoặc trời mưa, rất khó nhìn rõ điều hòa VF3 rất mát, đôi khi mình cảm thấy lạnh dù để ở mức thấp nhất và không có vấn đề về mất điều hòa. Tuy không có cửa gió riêng cho hàng ghế sau, mình vẫn thấy dễ chịu. Về phần mềm, giao diện đơn giản và dễ dùng. Tuy nhiên, VinFast cần cập nhật thêm nhiều tính năng như kết nối cuộc gọi thoại, bản đồ và tìm kiếm chạm sạc trực tiếp trên xe. VF3 có hỗ trợ sạc nhanh nhưng thực tế mình mất khoảng 40 đến 50 phút để sạc từ 10% lên 70%, thay vì 36 phút như hãng công bố. Trên đây là những trải nghiệm của mình với VF3 sau một tháng sử dụng, với quãng đường gần 3.000 km. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp ích cho anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.